Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã đến với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi thử cái tựa game 8 bôn pool này đi. Đây là kiểu chưa cái con game về pizza anh em. Anh em chắc cũng biết luật về luật 8 bôn này rồi. Nó cũng đơn giản thôi. Cái luật 8 bôn này thì nó sẽ có 15 trái bóng này. 15 trái từ số 1 cho đến số 15 thì số 8 là số phải anh cái quả bóng số 8 anh em quả đánh cái quả cuối cùng ấy, thắng thì anh em nó sẽ chia ra 7 quả bên đội mình và 7 quả bên bạn, sau đánh theo thứ tự lần lượt vào những cái lỗ trước. Còn quả số 8 là quả đánh cuối cùng. Đây nó có quy định thua đây khi mà anh em đánh quả số 8 này rơi xuống rụng xuống trước này. Và thua khi mà anh em đánh cả quả cái với cả quả 8 xuống trước. Ngoài ra thì nó sẽ có một vài cái luật khác. Khác ở đây. Anh đọc ở đây này em thấy, chúng ta cùng nhau trải nghiệm đi. Con game này thì mình vừa mới tải trên CS Play về thôi, chơi khá vui, giải trí khá cao. Mình là người phá bóng này, cái này thì cứ bắn mạnh hết sức đi. Giai đoạn đầu này thì nó sẽ chưa phân ra mình là số thấp hay số to đâu, dần dần thì nó mới phân ra đâu. Những cái quả bóng nào mà anh em cho vào lỗ trước ấy thì lúc đấy nó sẽ phân ra số nhỏ số to. Đây như bạn là Rick này, bạn ấy bắt đầu chọn đây. Quả đỏ này là quả số mười mấy, là quả số mấy này. Nhiều khi màu này nó dẫn đến lộn. Số 1 hoặc số 13 là gì đây? Đây này, quả quả của bạn ấy cho vào lỗ đầu tiên chính là quả số nhỏ anh em ạ. Quả này là quả số 3. Thì bạn Rick bạn ấy sẽ được chia ra những quả bóng số nhỏ. Và bạn ấy bắt đầu đánh. Nhìn màu nó na ná nhau dễ nhầm lẫn. Ok đấy. Bạn ấy cần đánh quả 2, quả 4, quả 5, quả 6, quả 7 xuống lỗ nữa. Trượt. Giờ đến lượt mình. Mình là được chọn đánh những quả số to cơ. Không biết có vào không đây. Con này thì đánh nhẹ thôi. Mình sẽ cho quả này vào tiếp này. Tiếp theo là sẽ cho quả cam này đi. Này nữa này, hoạt đỏ nữa nha. Rơi what the, anh em ơi không rơi rồi, chết rồi, mất lượt rồi, bực thế nhỉ. Mình còn quả đỏ số 11, 12 và 14 này. Đội bạn còn 2, 4, 5, 6, 7. Quả đấy mình đánh hơi mạnh anh ạ. Quả tím, quả đỏ này thì dễ ăn rồi. Mình còn quả tím, quả xanh kia. Tuột 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 tuột
rồi, hai quả của mình đứng trên bờ vực. Nhưng mà không hỏi rồi anh em ơi, đội bạn đang làm thế thượng phong này. Mất cơ một phát là đội bạn thì thế. Trận đấu nó vẫn 50-50 ấy. Hấp dẫn. Một chú. Hai chú này. Cuối cùng quả quan trọng cuối cùng đấy, ui bóng này hơi xa nha, để mình sẽ chọn chỗ này, nếu có ăn được không. Chuẩn gì chưa anh em, còn này thì chắc đánh nhẹ thôi. Anh em thấy thế nào, ghê chưa, cơ thủ Asura chứ không phải chuyện đùa. You win, đánh xong thì chúng ta được mở khóa cái gì gì đây, lên cấp anh em, chơi với bạn khác đi. 9.000 tiền rồi này, làm trận nữa đấy, một trận là cũng tầm 6 5 6 7 phút, chơi khá vui anh em, giải trí cực cao luôn. Ông Rahul này sẽ là người phá bóng này. Bạn ấy cho quả số 4 rơi xuống lỗ trước rồi. Bạn ấy sẽ đánh bi nhỏ. Mình đánh bi to. Như cái phát phá bóng này thì nó chưa tính chia bôn đâu. Quả này nó bắt đầu chia này. Bạn nó chia luôn rồi đấy. Bây giờ nó bắt đầu chia hay sao ấy. Thôi, những quả này đi. Còn màu xanh này là quả to hay quả nhỏ nhỉ? Xanh này là số to rồi. Không, xanh này là số nhỏ. Thì mình được đánh số nhỏ nhá. Nhỏ. Số 1, số 12. Đúng rồi, chui vào góc này. Chéo đây có đập vào đầu súng số 1 không nhỉ? Tập phần đi này đi. Phứa, con này nó phứa rồi. Ui rồi, tí thì cắt được quả trúng số 1 nha. Phứa mà nhá, cơ thủ thần. Mà không trúng được quả nào bên mình. Mình có số 1, số 2, số 5 và số 7.
Kinh quá nhỉ. Một cơ ăn hết rồi. Này thì quá đơn giản rồi anh em ạ. Toang luôn. Đấy, một cơ dọn hết sân luôn. Được. Đấy, chơi rất hấp dẫn anh em ơi. Đây là một con game giải trí cao. Rất hay, kịch tính, để tính đấu với người luôn. Đấy anh em, vừa ăn được 2.500 xong bây giờ lại mất. Đấy, anh em có thể tải trên set play về chơi nhá. Hình như cái này có thi đấu kết bạn anh em thi đấu với nhau được ấy. Nên thôi, bye bye và hẹn gặp lại anh em nha. Bye bye. Mình phải đi cày tiền tiếp đây.